Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Lời nói trước tiên thì Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình cũng như các cô chú anh chị trong thời gian qua luôn đón xem ủng hộ video của em. Và em xin kính chúc gia đình mình luôn có sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và để tiếp tục với video nhà đẹp thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Huỳnh Văn Bánh thuộc trung tâm phường 12 quận Phú Nhuận nha cả nhà. Được gửi khách hàng mình một căn nhà phải nói rất là xinh xắn luôn nè. Nhà mình thì với vị trí là chúng ta kết nối với đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Lê Văn Sĩ, cách trung tâm quận 1, quận 3 chỉ 3 đến 5 phút di chuyển thôi. Đó, một căn nhà thiết kế phải nói là vô cùng đẹp luôn. Đẹp gì đâu luôn cả nhà, giá thì gia chủ đang rao bán chưa tới 7 tỷ đồng cho căn này đâu nha. Thôi và cùng Hằng Ni, chúng ta bắt đầu di chuyển ra mặt tiền chính phía trước ngôi nhà để tham quan tiếp tục nè. Đó, và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với kết cấu chuẩn là một trệt hai lầu, thêm ban công sân thượng bên trên nữa. Mẫu thiết kế tân cổ điển nè cả nhà. Gia chủ thì thiết kế phía bên ngoài là sơn full cát. Mỗi tầng đều có chỗ ban công ra bên ngoài, kết hợp với những cái đèn điện chiếu sáng vô cùng lung linh luôn á. Nhà đẹp gì đâu luôn. Với diện tích chiều ngang là 3,8m, chiều sâu vào là 9,5m. Có khuôn đất công nhận đủ là 46m² nha. Thuộc hướng chính là hướng đông, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mà là đông tứ trạch. Cũng như các hướng là hướng đông nam, hướng chính nam thì hướng chính bắc nè. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên còn 4 phòng ngủ. Trong đó thì chúng ta có khu vực giặt sấy, sân thượng vô cùng thông thoáng luôn, mình dùng để trồng cây, trồng hoa nha cả nhà. Và đặc biệt có gia chủ mình đã trang bị hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài luôn rồi nè. Đây, Hằng Ni zoom lên để chúng ta cùng xem nha. Đó, camera bên trong lẫn bên ngoài luôn, vô cùng an toàn và an ninh cho khách hàng khi mà an cư sinh sống tại ngôi nhà này. Hiện tại thì trời đang mưa rồi. Thôi cùng Hằng Ni chúng ta quan sát con đường phía trước nhà nha. Đường trước nhà của mình thì rộng khoảng 2,5m. Chúng ta cách mặt tiền đường Huỳnh Văn Bánh chỉ khoảng 30m thôi. Hẻm này thì thông bàn cờ ngay khu dân cư ở hiện hữu hết trời, vô cùng an ninh luôn á. Căn này thì gia chủ mình đang rao bán với mức giá là 6 tỷ 900 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni xâu chậu khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục nè. Và nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị một lớp cửa sắt nha cả nhà. Cửa kéo. Cửa này thì mình sử dụng là cửa vân tay, cửa cảm biến nè. Có mã khóa bát luôn. Đó, vô cùng an ninh, an toàn luôn rồi. Khoảng này thì chúng ta có lớp cửa kính cường lực 10 ly nha. Không có bụi bay vô nhà đâu. Và có thêm lớp rèm màn kéo luôn. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách của gia đình mình. Tại đây thì đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Không gian phòng khách thì mình thông tầng với phòng bếp nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Phòng khách thì đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi nè. Chúng ta có máy lạnh, kềm tranh treo tường. Bên trên là có chân chìm giật cấp kết hợp với đèn chùm, đèn led âm trần. Đó, thiết kế sang gì đâu luôn á. Tông chủ đạo là màu trắng. Phía bên dưới là mình lót gạch bóng kính nha. Tông chủ đạo là màu kem, màu xám nhạt ở cả nhà. Xong sau đó mình có những cái vân màu xanh, nhìn bên ngoài rất là sang luôn. Thôi Hằng Ni di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Khoảng không gian khu vực phòng bếp của gia đình mình, mình có một cái vách ngăn, ngăn giữa phía trước và phía sau phòng khách và phòng bếp. Xong sau đó mình có quầy bar nè, quầy bếp đảo, kèm hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ hết rồi. Tủ lạnh lớn hai cánh tặng lại toàn bộ nội thất cho khách hàng mình khi mua luôn. Bên trên thì chúng ta có đèn chùm nè cả nhà, rất là nét luôn á. Có bếp âm mặt đá, bồn rửa đầy đủ hết rồi. Đó, cầu thang được gia chủ thiết kế nằm ở cuối ngôi nhà. Phía sau cầu thang của mình là không gian khu vực lavabo và gương soi nằm phía bên ngoài nha. Kèm toilet sử dụng riêng bên trong. Toilet tại tầng trệt nhỏ nhỏ xinh xinh cũng đầy đủ các thiết bị bên trong rồi đó cả nhà. Gạch thì ốp phun trần, tông chủ đạo là màu xám nè. Gương này thì chúng ta bật tắt đèn được luôn nha. Đây, đèn trắng rồi, giờ mình lên đèn vàng nè. Giờ Hằng Ni đó, đèn trắng tắt nè. À, quá tuyệt vời luôn. Gạch thì gia chủ mình ốp phun trần nhìn vô cùng sạch sẽ luôn á. Khoảng không gian khu vực cầu thang của mình thì được gia chủ mình ốp đá marble, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính cường lực 10 ly nè. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn sơ lược lại một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà. Một căn nhà thiết kế phải nói là quá xinh xắn luôn. Rất là sang luôn á cả nhà, nhẹ nhàng mà sang trọng nha. Từ phía không gian phía trước chúng ta nhìn ra mặt tiền nè. Có một cái lớp rèm kèm lớp cửa.
nhìn lung linh gì đâu luôn á. Đây thằng đi quay cận hơn để chúng ta cùng xem nha. Đó, quá đẹp luôn. Hệ thống camera bên trong nhà luôn nè. Nhà này tuy mà nhỏ nhắn nhưng mà gia chủ thiết kế rất là xinh xắn luôn. Khuôn đất của mình là công nhận là 46m² nha cả nhà. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 để tham quan tiếp tục ngôi nhà nè. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà mà giá bán tốt nhất nha. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1. Từ khu vực cầu thang mình nhìn xuống phía dưới một lần nữa nè. Đây, không gian khu vực lầu 1 thì được gia chủ thiết kế làm hai phòng ngủ kèm một toilet sử dụng chung giữa hai phòng. Nhà thì gia chủ thiết kế theo tông hiện đại, sơn nước sơn tường màu trắng. Toilet nè cả nhà, lavabo và gương soi thì được gia chủ thiết kế nằm ở phía bên ngoài nha. Phía dưới thì mình có học tủ để đồ luôn. Tông chủ đạo là màu xám. Bên trong khoảng không gian khu vực toilet nè, chúng ta có bồn cầu, vòi tắm hoa sen, giá treo đồ đầy đủ hết rồi. Lavabo kèm gương soi đây. Để em bật tắt đèn lên. Đó, bật đèn lên nè. Đèn này hình như có tông trắng, tông vàng luôn á mọi người. Đó, tông vàng, nhìn rất là ấm cúng luôn. Đẹp gì đâu. Bên trong tủ nha, mình để đồ cũng được rất là nhiều luôn á. Đó, cái này là sử dụng bằng nhôm nha, cho nên là chúng ta không có cần lo lắng về khi mà có bị văng nước á, không có bị hư đâu. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển vào không gian khu vực phòng ngủ để tham quan tiếp tục nè. Phòng ngủ đầu tiên của gia đình mình nằm ở phía trước, có ban công. Có một cái ban công nhỏ nhỏ kèm hai cửa sổ hai bên mở cửa ra được luôn. Rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Bên trên là trần chùm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng. Nhà mình thì gia chủ đây gắn sẵn quạt máy rồi, thêm dây cấp ống đồng máy lạnh nha cả nhà. Chúng ta mua về mình trang bị thêm đồ đạc nội thất, mình đưa máy lạnh vào. Hoặc là căn nhà này chúng ta chỉ cần xách vali vỏ thôi, cũng như là chúng ta mua để cho thuê của thu nhập hàng tháng cũng được luôn. Để em mở thử cái ban công nhìn ra phía trước nha. Đây, nhìn cũng rất là rõ luôn. Ra khu nhà ở hiện hữu hết rồi. Tầng 1 thì được gia chủ thiết kế làm hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau nè. Phòng này phòng nhỏ nhỏ xinh xinh. Phòng này thì rộng khoảng 9m² nha cả nhà. Đó, gia chủ thì cũng đã lắp máy quạt rồi. Bên trên thì mình có trần chìm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần nè. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình, phòng nhỏ này chúng ta để quần áo, để tủ cũng như là thiết kế làm phòng thay đồ, phòng để quần áo cũng được luôn. Phòng phía trước thì mình để giường ngủ nha, hoặc là mình thiết kế làm hai phòng ngủ, hoặc là phòng nhỏ làm phòng làm việc, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Thôi và Hằng Ni di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà. Lầu 2 thì cũng được gia chủ mình thiết kế giống như lầu bên dưới vậy đó cả nhà. Đây, không gian khu vực lầu 2. Em sẽ di chuyển vào bên trong trước một lát nữa, em sẽ quay phía hành lang khu vực này để chúng ta cùng xem nha. Cũng giống y chang tầng bên dưới luôn. Mình cũng có lavabo kèm gương soi phía bên ngoài, kèm toilet sử dụng riêng bên trong. Đó, bật đèn lên. Và toilet nè, gạch thở phun trần luôn, tông chủ đạo là màu xám. Rất là nét luôn. Quá đẹp luôn rồi. Và đặc biệt là phía bên trên này, mình có tủ kho để đồ luôn nè. Tận dụng tối đa không gian luôn nha. Và phòng thứ ba, phòng nằm ở phía trước nè. Phòng thứ tư, phòng ngủ thứ tư rồi. Giống y chang phòng bên dưới luôn. View thì rất là thoáng luôn á, không có bị trắng view đâu. Đó, đây, ngoài trời thì đang mưa lất phất nha cả nhà. Khung cảnh rất là nhẹ nhàng luôn. Mở cửa ra thì vô cùng thông thoáng. Và đặc biệt á, là nhà mình thuộc hướng chính hướng đông, cho nên không có bị nắng vào buổi chiều đâu. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển để tham quan tiếp tục nè. Mình có lối cầu thang để di chuyển lên không gian khu vực sân thượng phía trên nữa nha. Đây, khoảng hành lang cầu thang của mình, phía bên trên được gia chủ thiết kế làm giếng trời lên sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Đó, trời đang mưa lất phất rồi cả nhà. Đó, mình có thấy những cái hạt mưa mưa rơi rơi xuống tấm kính đó.
Quay mà trời mưa như vậy thì test độ nhà của mình luôn. Bên này mình thấy là không có bị mưa văng vào bên trong nhà đâu. Tuy là giếng trời nhưng mà thiết kế rất là chắc chắn luôn nha. Có đèn điểm chiếu sáng nè, trồng đầy đủ cây xanh luôn. Kèm không gian khu vực tủ hành tường. Khoảng này thì chúng ta mua về mình làm thêm mấy cái vách tủ bên trong này nữa. Mình đóng lại mình để đồ cũng rất là tiện luôn á. Và có cầu thang tiền chế này di chuyển lên trên. Để em mở xuống đeo lên thử nha. Đeo lên thử với thằng mình cùng xem ở trên đó nha. Trời đang mưa thì thằng này không di chuyển lên trên được. Nhưng mà em sẽ lia để chúng ta nhìn từ phía trong nhà, nhìn ra phía trước nè. Đó, đợi em một tí nha cả nhà. Đây, đó, bồn nước được gia chủ mình đặt phía trên nè. Ở nhà đợi em một xíu nha. Cái thằng Ni coi cửa mở ở đâu, gia chủ vừa mới đi rồi. À, mình mở ở đây nè, kéo ra. Mà sợ trời mưa nó văng vô. Thôi mình đứng từ đây mình nhìn ra nha cả nhà. Đó, sân thượng của mình nè. Gia chủ thì đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời phía bên ngoài. Chúng ta mua, gia chủ mình sẽ làm thêm những cái thanh sắt phía này nha, lan can bảo vệ trên này cho mình. Mình trồng cây trồng hoa phía trên, cũng như là mình lên đây cũng được luôn. Và thiết kế là khoảng cầu thang cho mình luôn nha. Hiện tại thì cầu thang tiền chế, cầu thang sắt thôi. Gia chủ sẽ làm kiên cố lại cho chúng ta luôn. Thôi, và video của thằng này đến đây cũng kết thúc rồi. Thằng này xin trân trọng cảm ơn quý khách mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người. Em tắt máy để đi xuống thôi.